Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Hiệu quả thực tế khi người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong mục xúc tiến thương mại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Vừa qua, Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức lễ trao tặng truy tặng huân chương lao động cho các đồng chí lão thành Bộ Công Thương. Qua các thời kỳ, đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trao huân chương lao động hạng nhất cho các đồng chí nguyên là Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương và huân chương lao động hạng 3 cho nguyên các lãnh đạo cục vụ viện thuộc Bộ Công Thương đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bày tỏ sự cảm ơn và tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn mà lãnh đạo Bộ Công Thương qua các thời kỳ đã đóng góp cho nền công nghiệp thương mại của Việt Nam phát triển. Đồng thời, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công Thương qua các thời kỳ sẽ vẫn tiếp tục quan tâm, theo sát và ủng hộ sự nghiệp phát triển của ngành công thương nói riêng và nền kinh tế xã hội của đất nước nói chung. Vừa qua, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã đến tham dự và phát biểu tại hội nghị. Năm 2014, Đảng ủy Bộ Công Thương và các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Do đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, Bộ Công Thương đã đi vào nề nếp, hoạt động có bài bản, thường xuyên rút kinh nghiệm, từ đó làm cơ sở cho việc lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của bộ ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Hội nghị đã thống nhất cao một số chỉ tiêu cụ thể mà Đảng ủy bộ đã đặt ra trong năm 2015. Đó là 100% số tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên tham dự học tập quán triệt các nghị quyết Trung ương khóa 11, 100% tổ chức Đảng đại hội đúng tiến độ, 120 đoàn viên quần chúng được kết nạp Đảng, trên 50% số tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 90% số đảng viên được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Công Thương đã trao bằng khen cho các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014. Từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 2 năm 2015, tại Trung tâm Triển lãm Giảng võ Hà Nội diễn ra Hội chợ Xuân 2015. Hội chợ năm nay có quy mô trưng bày 15.000 m², quy tụ trên 500 đơn vị doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh của trên 35 tỉnh thành, từ miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông đến miền Tây Nam Bộ và các huyện khu vực ngoài trời, tạo nên một lễ hội đón Tết cổ truyền sôi động, phong phú và hấp dẫn. Cũng như mọi năm, các mặt hàng chủ yếu là hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ, hoa, cây cảnh, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hội chợ Xuân 2015 không chỉ nhằm kích thích nhu cầu mua sắm với tiêu chí người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, mà còn là một điểm đến thú vị cho người dân tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề. Đây là lần thứ 25 Hội chợ Xuân được tổ chức với mục đích quảng bá, bảo tồn, phát triển các đặc sản truyền thống và văn hóa của các vùng miền trên cả nước. Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 1 năm 2015. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2015 ước tăng 17,5% so với cùng kỳ. Những ngành có tốc độ tăng cao gồm có khai thác đá, cát, sỏi, chế biến bảo quản thủy sản, sản xuất sợi, giày dép, v.v. Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2% so với tháng 12 năm 2014 và tăng 9,7% so với tháng 1 năm 2014. Đặc biệt, hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang được tiếp tục đẩy nhanh theo đúng lộ trình. Hiện nay là cán bộ của Bộ Công Thương cùng với đại diện của rất nhiều các bộ ngành và kể cả các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đang phải tiếp tục là đàm phán với một cái cường độ có thể nói là hết sức là tích cực. Hiện nay đang ở nước ngoài và chúng làm hết sức để có thể sớm nhất hoàn thành được những cái hiệp định giữa Việt Nam và EU, Việt Nam, Hàn Quốc và với Liên minh thuế quan Nga, Belarus và Kazakhstan, cũng như là sắp tới là chúng ta rất mong là với một cái tương lai gần, tương lai sớm nhất
là có thể hoàn thành được cái hiệp định xuyên đối tác đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Trả lời câu hỏi của báo giới liên quan tới vấn đề điều hành giá xăng dầu trong nước, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, vừa qua Liên Bộ Tài chính Công Thương điều hành nhịp nhàng giữ quỹ bình ổn và thuế nhập khẩu để có mức giảm giá có lợi cho nền kinh tế. Theo Nghị định 83 thì sắp đến kỳ điều chỉnh giá tiếp theo, tuy nhiên cụ thể thế nào thì còn phụ thuộc vào tình hình giá xăng dầu thế giới để có sự điều hành thích hợp. Về việc tăng giá điện, đại diện Bộ Công Thương cho biết vừa qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề xuất tăng giá điện 9,5%, tuy nhiên Bộ Công Thương vẫn đang xem xét phương án tăng giá điện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2015. Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán chưa tăng giá điện. Đối với quản lý thị trường, tháng 1 năm 2015, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra trên 28.521 vụ, phát hiện xử lý trên 15.468 vụ vi phạm với tổng số thu nộp ngân sách trên 40 tỷ đồng. Theo Bộ Công Thương, tháng 2 là tháng Tết Nguyên đán nên thị trường hàng hóa rất sôi động. Bộ Công Thương sẽ cố gắng đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho người dân trong dịp Tết, đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, v.v. Và hiện nay, lực lượng quản lý thị trường, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, cũng như là Ban chỉ đạo 389 của Bộ Công Thương, thì đang phối hợp với chặt chẽ với các bộ ngành, với các địa phương và kể cả với các doanh nghiệp để thực hiện, cố gắng thực hiện với mức cao nhất, đặc biệt là tham dự để cho phục vụ cho cái Tết cổ truyền của Việt Nam sắp tới về cái xuân Ất Mùi năm 2015 thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất là đồng bộ và có thể nói là rất là tích cực trong cái việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thưa quý vị, thưa các bạn, tính đến nay đã có 92% người tiêu dùng quan tâm và hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cuộc vận động đã góp phần thay đổi cách nghĩ, thói quen của người tiêu dùng trong nước. Nhiều thương hiệu hàng Việt đã chiếm thị phần lớn trong các trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng và ở các chợ nông thôn vùng sâu và vùng xa. Đặc biệt, cuộc vận động cũng thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế và xã hội. Nếu như trước đây, hàng Việt chỉ chiếm một phần khá khiêm tốn trong hệ thống các siêu thị, các cửa hàng, chợ truyền thống, thì đến thời điểm này, trên các hệ thống phân phối hàng hóa ở hầu hết các tỉnh thành, lượng hàng Việt đã chiếm đến 80-90%. Hiện nay, thì người tiêu dùng trong nước ngày càng đánh giá cao hàng Việt Nam, với những mặt hàng chất lượng được 80% số người tiêu dùng ưa chuộng như là dệt may, da giày, đồ gia dụng. Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đang đến gần. Vấn đề chi tiêu tiết kiệm hợp lý trong dịp Tết luôn là bài toán hàng đầu của nhiều gia đình. Năm nay, anh Lê Văn Thống đã quyết định sửa sang và mua sắm một số thiết bị mới cho ngôi nhà của mình để chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Mặc dù trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nhập ngoại, nhưng anh vẫn quyết định lựa chọn hàng Việt Nam. Tôi là người Việt Nam nên là tôi cũng rất quan tâm và sử dụng hàng Việt Nam bởi vì hàng Việt Nam chất lượng và giá thành rất hợp lý và tốt. Cũng nhân dịp Tết đến xuân về, gia đình tôi cũng sửa sang lại ngôi nhà mới và tôi cũng có quyết định là mua sắm một số đồ dùng của Việt Nam. Trong đấy tôi cũng đã tham khảo trên mạng và trên truyền hình và cùng các bạn bè cũng đã sử dụng. Nên tôi cảm thấy quyết định là dùng của các sản phẩm của Tân Á. Tôi thấy hàng của Tân Á thì chất lượng cũng rất tốt, bình nước nóng, năng lượng mặt trời, nó còn tiết kiệm được điện. Nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã quay lại với thị trường Việt Nam và người Việt Nam đã quay lại mua hàng Việt Nam. Đây chính là cơ sở để đánh giá tốt hơn hiệu ứng của cuộc vận động. Cuộc vận động cũng đã thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Thời gian qua, với những sản phẩm kim khí gia dụng chất lượng cao như là bồn nước, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, bình nước nóng, chậu rửa, sen vòi, sơn trang trí nội ngoại thất, doanh nghiệp Tân Á Đại Thành đã góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm trong nước, góp phần hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đã biết là thời gian tới cũng sẽ là các cái cơ hội cho các doanh nghiệp khẳng định cái vị thế trên thị trường. Những cái gì mà chúng tôi đã chuẩn bị thì Tân Á Đại Thành cũng rất là tự tin trong thời gian tới sẽ không những là thị trường nội địa
mà thị trường quốc tế thì Tân Hãng Thái Thành cũng sẽ dần từng bước khẳng định được cái vị thế. Người tiêu dùng chúng ta là đang gặp phải cái việc là chúng ta ưa dùng hàng ngoại, ưa các cái thương hiệu lớn. Nhưng chính vì vậy chúng tôi với một cái triết lý là phồn vinh cuộc sống Việt, chúng tôi cũng đưa ra các cái chính sách ủng hộ các cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để hướng định hướng và tư vấn cho người tiêu dùng sử dụng một cái sản phẩm tốt nhất khi người tiêu dùng có nhu cầu. Để chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết Nguyên đán, công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hà Kotobuki đã tiến hành sản xuất sớm. Hệ thống phân phối của công ty đã được mở từ thành thị đến nông thôn, kết hợp giữa ba kênh bán hàng trực tiếp thông qua nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ và hệ thống siêu thị. Các mặt hàng bánh mứt kẹo trong dịp Tết của người tiêu dùng đã được doanh nghiệp hướng đến các mặt hàng có thương hiệu, bảo đảm về chất lượng và cạnh tranh nhất về giá cả. Toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, theo tiêu chuẩn ISO 22000-2005. Sắp tới là cũng đến dịp Tết đến xuân về, thì gia đình mình cũng đang đi tham khảo rất nhiều bánh kẹo. Và trên thị trường hiện nay mình thấy là tại các trung tâm thương mại, các chợ truyền thống cũng như các tạp hóa ở đường thì đã có xuất hiện rất là nhiều bánh kẹo mẫu mã đa dạng. Và đặc biệt là tại các trung tâm mua sắm thì bánh kẹo ngoại nhập hiện nay là tràn nhập vào thị trường Việt Nam rất nhiều, giá cả cũng như mẫu mã cũng phân ra nhiều tầng lớp chủng loại. Thì gia đình mình rất hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bánh kẹo Việt Nam về mẫu mã thì đẹp này, chủng loại thì đa dạng và giá cả thì rất là hợp lý. Và điều quan trọng với tôi hơn hết đấy là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì tôi cũng nhận thấy rằng là hàng hóa của Việt Nam hiện nay ấy, cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đang rất là được chú ý và được các doanh nghiệp là chú trọng và luôn đề cao là mục tiêu sản xuất hàng hóa của mình. Do vậy mà năm nay gia đình chúng tôi vẫn sử dụng bánh của Hải Hà Kotobuki. Đây là sản phẩm bánh mà gia đình chúng tôi đã dùng rất nhiều năm và tôi dùng làm quà tặng cho gia đình, người thân cũng như bạn bè. Tuy nhiên để người Việt thực sự ưu tiên dùng hàng Việt thì điều quan trọng nhất phải là chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của mình. Có như thế, hàng hóa Việt Nam mới cạnh tranh được với hàng ngoại nhập và khi đó mới vận động được người Việt dùng hàng Việt. Thì trong cái bối cảnh mà gọi là kinh tế thị trường thì chúng ta biết cách lặng, nó chỉ 30 năm mở cửa rồi, lắc lộn rồi và chúng ta cũng có nhiều kinh nghiệm. Sức cạnh tranh của nền kinh tế chúng ta rất tốt. Các ông chỉ được bao giờ quên ba cái mục tiêu mà đất nước chúng ta phải tranh trở. Làm thế nào các cái sản phẩm quan trọng của nền kinh tế phải có sức cạnh tranh rất là mạnh, không những tại thị trường nội địa mà kể cả thị trường ASEAN và thị trường quốc tế. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong những lĩnh vực không những thị trường bên trong mà kể bên ngoài. Mục tiêu của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến năm 2020 là sẽ có 90% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, 90% số xã ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa có cửa hàng bán hàng Việt phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh để hàng Việt thực sự là lựa chọn hàng đầu của người Việt Nam.